Xin chào quý vị đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Ở đây là cái con đường 175 Street. Đây là thành phố Edmonton, Canada. Hôm nay tôi đưa quý vị tới một cái chợ Phi. Chợ này của người Phi. Họ bán đa số hầu hết là sản phẩm của người Phi. Sản phẩm châu Á cũng có, phương Tây cũng có, nhưng mà đặc biệt là cái chợ này là của người Phi. Là tôi đi hình như chỉ có 2 lần hay 3 lần gì đó thôi. Thì đây là cái bãi đầu xe. Thì cái bãi đầu xe cũng rất là rộng, tại vì ở đây nó có nhiều cái chợ nhỏ nữa. Nó có cái tên là Seafood City. Đó là cái tên của cái siêu thị này á, mà cái này là của người Phi. Thì hôm nay đi thì người thấy người đi cũng nhiều, tại vì không có mấy cái chỗ đầu xe, phải đi tìm mới có. Thì may là ở đây còn chỗ rồi mới đầu vô đây được. Đây là cái cửa trước của cái chợ quý vị. Thì cái chợ này nó nằm ở bên cái phía tây của Edmonton, cộng gần cái quạt sản Edmonton mó. Thì ở đây cũng có cái chỗ họ bán cái thức ăn nhanh, mà tôi thấy là người rất là đông. Ở đây là không có chỗ ngồi luôn, mà người cũng xếp hàng để mua đồ rất là đông. Thì trong cái chợ này họ có cái giống như cái nhà hàng vậy đó, họ bán đồ ăn rất là nhiều. Thì ở đây họ có bán sản phẩm giống như Việt Nam mình vậy này. Đây là trái chôm chôm nè. Thì chôm chôm ở đây họ bán như vậy là một bon là 13 đô, là bao nhiêu đây là 14 đồng 35 đó, chắc khoảng chừng cỡ 10 mười mấy trái gì đó. Thì ở đây họ chôm chôm họ bán rất là nhiều. Còn đây cũng có này là này gì quý vị. Tôi đi chợ tôi không có rành lắm, không biết là cái trái này là tiếng Việt nó kêu trái gì, chắc quý vị xem là quý vị biết á. Cái này thì tôi nhớ là hình như cái này là sapoche nè. Thì cái này họ bán như vậy là 11 đồng một bon á, 2 trái là 8 đồng mấy, 1 trái như vậy là 4 đồng, gần 4 đồng rưỡi á quý vị. Đây cũng có ổi nè, chắc họ mua hết rồi chứ còn có 1 trái à. Ổi này họ bán như vậy là 5 đô một bon, trái này là gần 5 đô đó quý vị, 4 đồng 77 á. Đây cũng có bán nhãn nè. Nhãn như vậy cái này á, thì họ bán là 4 đô mà khoảng chừng cả 6 đô một một bon á. Cỡ này thì chắc khoảng chừng cả 20 hộp, 20 mấy hộp á. Ở đây cũng có chuối nè. Này chuối này á, họ bán như vậy là 6 đồng 12 xu, 2 bon lộn 6 đồng một bon đó quý vị. Thì họ gọi họ bọc thì nhìn cũng thấy cũng rất là đẹp. Này bắp chuối hả gì đó. Này thì họ có bạn bắp đắng nè. Này nó bạn như vậy là 2 trái 4 đồng 82, như vậy là trái khoảng chừng cỡ 2 đồng 4. Thì ở đây thì họ bán đồ cũng rất là nhiều, nói chung thì họ bán cũng nhiều. Đây cũng sapoche nè. Thì sapoche nó rất là nhiều. Thì ở đây người thì đa số là người Phi, họ đi rất là đông. Thấy người Phi họ đi ở cái chợ này, tại chợ Phi thì người Phi rất là đông. Mặn cầu. Này là 14 đô, họ bán như vậy là 13 đô một bon, 2 trái, một trái như vậy là 7 đô. Cái này sầu riêng phải không quý vị? 30 đồng á, cái trái này là 30 đồng đó quý vị. Bên này thì họ cũng có bán mì tôm, mì gói, gạo,
rất là nhiều. Thì ở đây họ họ trưng bày là rất là đầy đủ và cộng nhiều. Bên này họ cũng có bán kim chi rồi những cái sản phẩm đông lạnh, nước uống, thức ăn nhanh nhiều lắm. Đây có bán là chuối này, là chuối bọ đông lạnh. Đây là chuối này họ nhập từ Phi qua, bán như vậy là 4 đô đó. Đây cộng có là chuối nữa này, thì có nhất rất nhiều loại là chuối từ bên kia đi qua đây cộng mấy mét. Còn đi qua bên này thì họ bán cái quầy này là họ bán thịt. Đây họ có bán cái đầu heo này, cái này nó đang giảm giá đó. Cái đầu heo này họ bán như vậy là 20 đô. Cái quầy này là quầy thịt, thì mình thấy ở đây họ bán thịt cũng rất là nhiều. Cá này đây cũng có bán cá này. Cá này cá gì ta? Cá này họ bán như vậy là 4 đồng 49 một bon cá hồi nãy á. Còn cá này thì họ cộng bỏ như vậy là thì ở đây họ bán cá cũng khá nhiều. Thì mỗi lần mà mua cá ở đây thì phải mình mua xong mình bỏ qua bì thì mình phải đem qua bên kia có nhân viên họ cưng cho mình, xong thì mình mới ra ngoài kia tận tiền. Cho quý vị mà mua cá rồi mà quý vị không cưng, không có giả tiền mà đi ra ngoài tận tiền thì họ sẽ kêu quý vị vô trong. Đây có bán cua này, cua sắn ở đây thì cũng rất là nhiều. Cua 13 đồng một bon. Cá này giống cá nục nữa. Cá này là cá sardine là cá tiếng Anh gọi là sardine, tiếng Việt là kiểu gì ta? Tiếng Việt là cá cá tích hả? Phải cá tích không? Tiếng Anh gọi là sardine. Chắc cá tích á. Cái đó cá đó thì cũng hơi xương xương. Này cá hồng. Cá này họ bán là 6 đồng 59 xu một bon. Cá này giống như cá trắng hay là cá to quá. Ở đây họ cũng có bán kèo cho mấy đứa nhỏ, thì ở đây cũng có mấy cái jelly, mấy cái kèo, mấy cái này tiếng Việt là kêu gì ta. Còn ở đây họ cũng có bán những cái sản phẩm thức ăn nhanh nè, ở đây họ có bỏ sẵn rồi, xong rồi quý vị mua thì tới rồi nói là họ chỉ bỏ vô hộp xong họ cân cho mình. Cũng có bán bắp luộc nè, khoai, rồi ở đây cũng có bán bánh sinh nhật, bánh tráng miệng thì thấy cũng rất là đẹp. Xin cảm ơn quý vị đã xem kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Thanks for watching everyone. Hope to see you next time. Bye bye.